nhiều, cây này cắt nhiều lắm, xả hết cây. Tổng trên trên cái lô của anh này bao nhiêu cây anh còn nắm được không? Khoảng bao nhiêu cây? Giờ to bé nó khoảng gần 400 cây. Gần 400 cây bưởi. Nhưng mà bưởi da xanh. Nó hỏng mất mấy chục cây. Bưởi da xanh. Giống bưởi này hiện tại là cái thời gian gần đây nhất anh bán được bao nhiêu tiền ký nhỉ? Không tầm một rồi chắc bán được 26 triệu. Không, bao nhiêu tiền một ký ạ? Bưởi này thì bảo cho họ là bao nhiêu? Cái loại to thì bán 24, loại vừa thì bán nếu cắt xô là 18-20. À, tức là nó cũng dao động từ khoảng trên dưới 20 nghìn một ký đúng không? Trên dưới 20 nghìn ký. Rồi được chứ nhỉ? Bưởi đẹp đấy nhá. Từ 1 cân 3 lên giá 24. Còn nếu cắt xô thì 20. Có lúc thì xuống 18. 10 tấn bưởi 200 triệu có gì không? 10 tấn bưởi 200 triệu. Vườn này có vừa thu vừa lém đi một năm mới có tầm cỡ 20 tấn bưởi. Rồi vặt, đợt trước đợt này vặt mấy tấn? Mấy tấn bưởi? Cái đợt mà thu cao nhất của anh là một lần cắt ra được bao nhiêu anh còn nhớ đâu? Nói chung là nếu mà thu cao nhất thì có những đợt đầu năm có những đợt cắt một đợt khoảng độ tấn 7, 2 tấn. 2 tấn. Cắt 3 lần. Đã nhỉ? 3 lần đấy. Dạ. Cái lúc nó chưa cấm dịch nên bọn giờ Bình Dương nên cắt 3 lần. Lần tấn 7, 2 tấn. Đẹp quá. Từ đầu năm giờ bán được tầm có trên chục tấn rồi. Nó là bưởi lưu cả năm ngoái ra từ năm ngoái. Ới năm siêu đặc quá cái đọ kia. Kéo gần rồi cho nó to. Quả nào cũng quả nào. Quả này chắc phải 3 ký nhỉ. Quả này mấy ký anh? Quả này á? Quả này 2 ký mấy? Đã nhỉ. Vậy thì 1 tấn bưởi đâu mấy đâu nhỉ? Dễ lên tấn hơn so với điều so với xoài nhiều đúng không? Nói chuyện nó còn nằm vặn 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 rồi. Vạch nó xem hết rồi, chín rồi là cắt hết rồi. Bây giờ này. Quá đẹp luôn á. Vườn biểu. Có quay ông chủ vườn mà bưởi nữa. Xin chào mọi người nhá. Bưởi rất là đẹp nhá. Người đẹp, bưởi đẹp. Ông Vĩnh mua bưởi của ông dưới này. Ông này mua bưởi về ăn chống Covid. Ông này mua bưởi về cho ăn chống Covid. Mua Covid. Vườn bưởi này thì mỗi lần bác cái thu mấy đợt vừa rồi mỗi lần bác thu đều đạt khoảng cỡ gần 1 tấn một lần. Lần cao nhất gần đây lần cao nhất trong các thu các lần á thì nó đạt gần 2 tấn một lần cắt. Tuy nhiên gần lần đây thì bác chỉ cắt được mấy tạ thôi. Cái này cắt đều gần như là quanh năm luôn. Bưởi da xanh các bạn ạ. Bưởi da xanh. Giống bưởi da xanh này ăn rất ngọt, rất thơm. À, quả chịu luôn nhé. À, quả mọc vạ. À, bên này nữa này. Vườn bưởi da xanh. Nhìn cái bưởi rất cằn cằn nhưng mà quả thì rất đạt. Rất đạt ký các bạn ạ. Để chăm được cây bưởi da xanh này thì đòi hỏi người chủ phải rất giỏi về kỹ thuật. Phải rất thành thạo về kỹ thuật. Để các cái công đoạn từ chăm sóc bưởi cho đến khi mà ép cho nó ra hoa. Phải dùng các kỹ thuật sinh học để cho bưởi ra hoa, ra quả quanh năm. Đây, vườn bưởi mà mình vừa quay cho các bạn xem là đang xuất cho khách. Vừa bóc ra bạn này. Đây là mới bóc trên cây xuống chứ nếu để vài ngày nó hồng lên. Anh ngửa mặt bưởi lên. Đây, đúng là có hột nhà mình nó có bưởi long hồng đúng không? Thụ phấn chéo nó vào hột này. Còn chưa các bạn. À, bưởi ngon các bạn này. Bưởi gọi là bưởi da xanh nhá. Bưởi da xanh.
Mới bưởi, tép bưởi đất. Ra thì xanh bưởi, nhưng mà bứt từ vừa, vừa bứt trên cây xuống. Ra vỏ thì xanh nhưng mà bưởi thì màu hồng nhá. Rất ngon nhá. Rất ngọt, không hề có chua thế nào. Ngọt tuyệt vời luôn các bạn. Không hề chua một tí nào nhé. Rất ngọt luôn. Rất ngọt luôn đó. Không chua một tí nào nhé. Ngọt cực kỳ luôn, không chua thế. Ngọt là ngọt dạ dày luôn đấy. Nói chung là nếu nói kỹ thuật làm bưởi thì mẹ mình thuộc quá tuyệt vời luôn. Bưởi quá ngọt. Ông giới này đúng như là họ với ông Nguyễn Đân Hùng ấy, giáo sư chuyên nói chuyện bưởi da xanh, vườn bưởi nhà bác Hà Văn Giới, thôn Tân Ninh, xã Nam Dòng, huyện Cư Rút, tỉnh An Đông. Bạn nào cần mua hàng tạ cũng có nhá.